Truyện tích 17. Chuỗi hạt mân côi với Đức Mẹ. Chắc bạn đọc thắc mắc tại sao lại có chuyện chuỗi hạt mân côi với Đức Mẹ. Vì chuỗi hạt mân côi không thể tách rời khỏi Đức Mẹ được. Từ trước tới nay, nhiều người trong chúng ta không hiểu hoặc chưa hiểu được sự quan trọng của chuỗi hạt mân côi với Đức Mẹ như thế nào. Phải nói một thí dụ rất dễ hiểu. Mình thánh Đức Chúa Giêsu quan trọng thế nào với Đức Chúa Giêsu khi ta rước lễ, thì chuỗi hạt mân côi cũng quan trọng với Đức Mẹ, cũng gần như thể ấy khi ta sốt sắng đọc kinh mân côi. Hay nói một cách khác, mình thánh Đức Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Giêsu, thì chuỗi mân côi cũng luôn luôn gắn liền với Đức Mẹ. Nơi nào có sự hiện diện của Đức Mẹ thì nơi đó có chuỗi hạt mân côi. Câu nói này có vẻ liên quan đến lý luận thần học một chút. Chuỗi hạt mân côi diễn tả cả cuộc đời Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ trọn vẹn trong Tân Ước, mà Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật, do đó có sự liên quan mật thiết giữa Con và Mẹ. Mẹ trở nên vai chính cùng với Đức Chúa Giêsu trong cuộc cứu chuộc. Chính vì vậy mà trong Hội Thánh mới có danh xưng Đức Mẹ đồng công cứu chuộc. Đối với Đức Chúa Giêsu, Thánh Thể là quan trọng nhất. Ai nói tôi kính mến Đức Chúa Giêsu mà không bao giờ rước mình Thánh Chúa thì đâu có phải là kính mến Chúa. Cũng vậy, ai nói tôi yêu mến Đức Mẹ mà không bao giờ lần chuỗi mân côi thì đâu có phải là yêu mến Đức Mẹ. Bởi thế, chuỗi hạt mân côi gắn liền với Đức Mẹ như bóng với hình. Yêu mến Đức Mẹ là phải đọc kinh mân côi thì mới gọi là yêu mến Đức Mẹ được. Hiểu thấu như vậy, ta thấy chuỗi hạt mân côi đối với Đức Mẹ quan trọng như thế nào. Lý luận này làm cho những ai còn thờ ơ với chuỗi hạt mân côi cần phải xét lại. Chính vì thế mà ngày 7 tháng 10 năm 1979, khi hiện ra với linh mục Don Stavra Gottby tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói: chuỗi mân côi mà các con đọc lên trong những buổi cầu nguyện để đáp trả lại lời mời gọi thiết tha của Mẹ sẽ như dây xích vĩ đại kết bằng tình yêu và sự cứu rỗi. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi, gia tăng lời cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Mẹ đã hiện ra ở Lộ Đức với tư cách là Mẹ vô nhiễm. Mẹ nhắc lại các con hãy trung thành và gia tăng lần chuỗi mân côi. Chuỗi mân côi là kinh mà từ trời Mẹ đem xuống cho các con. Với chuỗi mân côi, các con có thể phát hiện những cạm bẫy của Satan. Với chuỗi mân côi, các con có thể thoát khỏi bao nhiêu lừa bịp của nó, chống trả được nhiều nguy hiểm mà nó dựng nên quanh các con. Chuỗi mân côi bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ và đem các con đến gần Mẹ. Ngày nay, giáo hội vẫn được Mẹ bảo vệ cứu thoát nhờ sức mạnh mà các con dâng lên Mẹ qua việc lần chuỗi mân côi. Lời bàn: đọc truyện trên đây, chúng ta thấy chuỗi hạt mân côi quan trọng như thế nào? Đức Mẹ bảo, chuỗi hạt mân côi là sở hữu của riêng Mẹ. Nhưng Mẹ đã ban phát xuống cho nhân loại để họ nhờ đó mà được cứu rỗi. Vậy tràng hạt mân côi cũng chính là khí cụ, là vũ khí chúng ta dùng để chiến đấu với quân thù. Người lính ra trận phải mang khí giới, súng đạn. Cũng vậy, người Công giáo muốn chiến thắng quân thù thì phải mang khí giới. Đó là chuỗi hạt mân côi.
nói yêu mến Đức Mẹ mà không biết lần hạt mân côi thì không phải là yêu mến Đức Mẹ. Tạ ơn Chúa.